Uh, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái uh, diagram thì các bạn click vào cái model, thư mục model xong đấy các bạn chọn new chọn đến cái icon diagram ở đây. Thì các bạn click, xong đấy nó sẽ hiển thị ra một cái bảng để chúng ta điền tên vào. Thế đây mình sẽ chọn tên là ví dụ education, ví dụ này. Thì các bạn finish. Thì lúc này lúc finish xong thì các bạn sẽ thấy ở trong cái thư mục model sẽ xuất hiện hai file đầu tiên là một cái file education eco một cái file thứ hai là education eco react thì sự khác nhau hai cái file này là cái gì thì bản chất nó là một cùng một nội dung nhưng mà có hai cái phần đấy eco chính là cái phần dữ liệu tức là cái phần back end còn cái eco react chính là cái phần front end tức là cái phần hiển thị ra những cái uh, giao diện mà chúng ta cần ví dụ như là những cái class hoặc là những cái attribute hoặc là những cái liên liên kết giữa những cái class đấy thì về cơ bản thì thằng ecore là sinh ra thằng ecore react ở trong cái giao diện này chúng ta có thể tạo ra một cái file icon bằng cách là click vào cái file icon tương ứng và các bạn chọn vào cái initialize icon ở đây thì các bạn click vào cái này thì nó sẽ tạo ra một cái file icon uh, của chính nó thì như thế trong trường hợp mà các bạn lỡ tay mà xóa hoặc là trong trường hợp mà cái file icon này bị lỗi thì các bạn muốn tạo lại từ file icon rất dễ là như thế thì các bạn chỉ cần xóa file này đi và tạo ra bình thường thì đấy là cách làm của chúng ta. Ngoài ra thì uh, có uh, uh, có một số cái chú ý ở trong cái giao diện này, đầu tiên là cái khi chúng ta mở cái icon ra thì các bạn sẽ thấy có một cái nút ở trên này có một chữ V validate. Thì cái khi các bạn click vào cái này thì những vấn đề hiển thị những cái lỗi của cái của, của cái diagram nó hiển thị ra thì uh, đấy là cách chúng ta kiểm tra ở đây bên 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 cái palette bên này thì nó hiển thị ra những cái đối tượng mà chúng ta cần cần làm việc với ví dụ như e eclass e class hoặc là thì những cái bắt tiền tố e ở đây thì nó chính là cái e core ở bên dưới này chúng ta có các cái attribute và các cái operation chúng ta muốn hoặc là các cái reference hoặc là cái inheritance này thì đây là những cái thành phần cơ bản của một cái của cái uml thực ra ecom nó không phải emf nó không sử dụng cái uh, full uml mà chỉ có một phần nhỏ trong đấy và nó chỉ um, đơn giản hóa cái uml đi và mục đích chủ yếu của cái emf vẫn là để gen ra các cái java code mà thôi thì đấy là cấu trúc uh, của cái giao diện này và và cái nội dung của cái file eco thì uh, tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra các cái class ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ click vào class và thả vào đây ví dụ bây giờ tôi cần một thằng là ví dụ person chẳng hạn thì person ở đây khi các bạn uh, các bạn ấn chuột phải vào cái thằng person này thì các bạn sẽ thấy một cái property bên dưới hiển thị nếu như các bạn mà không thấy hiển thị thì các bạn click chuột phải vào cái tên person và các bạn chọn show property view đây click vào đây thì lập tức nó hiển thị thế này thì với một class thì nó có hai cái lựa chọn cơ bản đấy là e abstract và e interface tức là nó là abstract hay interface thì để minh họa cái cách sử dụng cái nút validate này thì các bạn sẽ thấy đây ví dụ bài tôi click vào person tôi click vào e interface thì lúc này cái một cái chữ e nó hiển thị trên person như các bạn thấy đây giờ validate thì lập tức nó xuất hiện một cái lỗi đây các bạn đưa con chuột vào đây các bạn sẽ thấy là uh, class này là một interface vì thế mà nó phải nó phải được là abstract thì các bạn có thể click vào cái problem ở đây cũng được thì nó hiển thị ra một cái tương ứng như đây nó cũng có nó sẽ chỉ rõ vào là cái resource là resource là ở đâu này xong rồi đường link này như nào thì tất cả những cái thông tin dưới này thì bây giờ nó đã nói như thế thì các bạn ví dụ đơn giản nhất là click vào cái e abstract ở đây thì lúc này verify một lần nữa click vào giữa cái 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 icon icon đấy này và click verify thì lúc này cái lỗi nó biến mất uh, nhưng mà trong trường hợp này thì tôi không cần nó là interface thì tại sao tôi giải thích cho các bạn sau đây uh, tí nữa khi chúng ta ra code thì tôi sẽ giải thích cho các bạn tiếp đến tôi cần một cái nữa là cost ví dụ như này uh, cost là một cái class bình thường tôi không cần phải uh, cái abstract thì các bạn chú ý khi mà một class thường và một các abstract khác nhau đấy là cái class abstract thì nó sẽ được in nghiêng italic in ở đây cái tên của nó xong tôi cần thêm nữa là một cái student như này và một cái nữa là liên quan đến uh, teacher chẳng hạn ví dụ này ấy. như thế xong tôi đã tạo ra bốn 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 class đây thì uh, đấy là cách chúng ta tạo ra các các class trong một uh, trong một diagram của EMF